Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh như Khả Nam ơi. Lần hôm nay thì sau khi đổi xong cùng luôn thì Khải cũng chỉ cố gắng ép thêm bao tay xương tinh anh em ơi. Đai lưng này với giày này thì Khải cũng vừa mua lúc nãy, và áo này thì Khải mua lúc trước, còn đao này Khải mua lúc trước rồi, chiếc đăng bang này cũng mua lúc trước luôn đó. Chiếc đăng bang đây là Khải chuyển cho con lông đao, nón này cũng nón cũ, bao tay này thì hiện tại Khải sẽ lên bao tay xương tinh, lên bao tay xương tinh anh em. Bây giờ thì hiện tại đang tập rương, Khải bỏ mất con này đây. Vừa rồi mua 60 viên thị tinh, ép xong tính tiền sâu nè. Trước khi ép bây giờ Khải sẽ di chuyển mấy cái hiện ẩn nè. Tại vì ạc chính Khải chuyển gì thiếu là con lông đào nè. Nó này cờ lon Khải đã chuyển gì thiếu lâm nè. Đây cờ lon chuyển gì thiếu lâm, cho cầm xếp đồ này luôn. Đó, đó đồ cũ của Khải. Rồi giờ Khải sẽ lấy ba cái ẩn hiện này nọ nè. Rồi lần đầu tiên Khải sẽ ép ba mảnh đầu tiên nha nè. Ép cho anh, ép cho em nha anh Đi Nguyễn ơi, ép cho em anh ơi. Nãy giờ mua thêm giày đồ này nọ, em lên xếp con lôn full anh ơi, em lên gần full đồ con lôn á, ép cho em á. Mạnh dạng đón 322, trời ơi 322 ngon nữa nè em. Chúng hồi xưa giờ mình ép thấy chán quá rồi mày, biết hôm nay như thế nào này. Rồi đầu tiên Khải sẽ lấy phôi sinh lực phẩm 8 nha anh em. Phôi sinh lực phẩm 8 hiện tại giờ thì Khải đang có cái áo hơi bị chật chỗ. Phôi sinh lực phẩm 8 nha mọi người. Bỏ thị tinh này vô này, hơi chật chỗ. Rồi, bốn dương đại. Tinh 1. Rồi, phôi sinh lực phẩm 8 nha nam, hiện 1 nha nam. Khải sẽ ép bao tay xương tinh nha nam. Ở video này Khải sẽ ép bao tay xương tinh thiên thanh băng tinh thủ nha mọi người. Đầu tiên Khải sẽ lấy huyền thiết khoáng sinh lực phẩm chất 8. Em mới ép anh ơi, thiên tinh khoáng thạch này. Đã lấy dòng sinh lực thì Khải sẽ 4 thị tinh và 4 viên đại nè, phẩm chất 8 nha nam. Cố gắng thành công phẩm chất 8 mà đỡ tốn thị tinh nha nam, đỡ tốn tiền nha nam. 1 173. Ok, phẩm 8 một cục. Phẩm 8 một cục. Tiếp tục sẽ cục thứ 2 nha nè. Cục thứ 2 sẽ là cục thứ 2 sẽ là khổng thức thạch kháng độc phẩm 8. Cái này là kháng độc phẩm 8 nè. Kháng độc phẩm 8. Khải sẽ lấy một phôi làm hai, vẫn là bốn ngũ viên. Rồi bốn thiệt tinh kháng độc phẩm 8 như này. Thành viên trung tâm kháng độc phẩm 8. Rồi 1, 2, 3 tinh 1. Khải ép từng mảnh ra từng mảnh cho anh em xem nha. Kháng động nè. Ấn 1 nè. Thiên tinh 1 nè. Phẩm 8. Vẫn là 2, 4 thiệt tinh. Và 4 viên đại. Hello ghẻ nha. Bao tay chỉ 3 phổ thôi. Bao tay 6 phổ anh ơi. Em chuẩn bị 6 phổ rồi anh. Lần này không biết bao tay lên được 322 không. Mong ra 322 cho nó khỏe nè mời. Đào skin 9x nè mời. Phẩm 8 nè, kháng độc. Đây nè, khổng tước thạch kháng độc phẩm 8. Trời ơi chết tôi, đậu xanh quá giờ cái kháng độc này tịt anh em ơi. 4 viên tinh vẫn xịt, quá nhỏ. Ok, nếu xịt thì mình chơi kiểu thôi, cứ đổi cục 7 ở đây. Tiếp tục cục khác nè. Tiếp tục là tốn thì tinh rồi, chứ sao giờ. Ra phẩm 7 chịu rồi. Kháng độc tiếp theo. Phôi tiếp theo kháng độc. 1 2 3 4 tiếp theo. Vừa rồi xịt anh em ơi, xịt phẩm 7 thì mất 3 viên thị tinh, lỗ 3 viên thị tinh, mất khoảng 500 xu. Mất khoảng 500 xu. Tinh 1. Từ ăn 1. Cố gắng 333 hay là 322 gì đó cũng ngon anh em. Kháng độc này. Thiên tinh này. Kim này. Tiếp tục lại 4 thị tinh nè, 4 tinh 4 đại nè.
bảy giờ đó tới tính sâu cái phôi sâu thôi, cứ ép lần lần thôi. Đúng rồi, không cần nên làm nó vứt, nó tìm cho cái phôi thiệt đẹp luôn nè, nó tìm cho phôi thiệt đẹp 2x mà vẫn bị xịt thấy chưa. Ừ, một hai lần tóc mà đây nó đưa cho phôi 2 mấy vẫn xịt quá đen. 8 ok. Đến cái nội lực nha em, nội lực chu sa khón phẩm chất 7. Phẩm chất 7 thì một thủy tinh, một thủy tinh 2 đại là lên 7 này. Nội lực dòng cuối là nó đưa dòng mớ rồi nè. Nội lực dòng cuối là sẽ lấy cái nội lực nào cao cao một tí cho nó thân thiện lại. Đây và đây 147 nội lực dòng cuối nha em, hiện 3. Nội lực lần này sẽ lấy phôi nội lực tinh 1 tiếp tục hiện tinh nè, nội lực nè, một thì tinh bỏ nhân tử đi, 2 phương nhân đại phẩm 7 nhân năm 3 đi, 3 đi, 2 cũng lên mà khả đầu 3 đi, mới không khả đầu 4 lần nữa. Phẩm 7 đi, nỗ lực dòng 3 phẩm 7 ok. Ghe ra mảnh nha em ơi, lúc này khả sẽ đi ra cái mảnh, mảnh đầu tiên là mảnh số 1, mảnh số 1. Hiện tại Khải muốn làm một lần luôn mà hiện tại nó không đủ rương nữa, chặt chỗ lắm nè. Nó là theo mảnh nào là mình theo mảnh đó thôi. Một nè. Chuẩn bị đầy đủ rồi, vào việc thôi. Bản tin 1 cũng lên cho nè. Anh em bản tin 1 cũng lên là không cần bản tin 3. Đồ phố nè. Phố nè. Mảnh số nè. Phẩm 8 nè, sinh lực nè. Phẩm 8 kháng độc nè. Rồi phẩm 7 nội lực nè. Hiện tinh 1 nè. Bảo lâm một tịch nè. Tại thiên kinh nè. Bí kíp nè. Ngự phong nè. Rồi bí kíp ngự phong ở bên này. Ok bí kíp cho lên trên đi. Bảo lâm một tịch nè gấp này. Nói chung là cái này 100% lên rồi. Đen có đổi thành. Ok anh em ơi. 1 nha anh em. Tiếp tục Khải sẽ lên bản số 2. Khải mua sẵn 5 mảnh luôn đi, đỡ khỏi bị lộn mảnh nha em, tại vì sợ lộn mảnh lắm nè em ơi. Giờ sẽ mua 2 3 4 5 6 nè, sợ lộn nhất là lộn mảnh nè. Ngớ tí nữa lộn mảnh coi như là một ton luôn nè. Giờ sẽ mua 2 3 4 5 6. Ok chưa? Rồi, đi mà thôi. Một xong nè. Dồn ra đằng tới. Một xong rồi đến 2 nè. Nó khỏi bị lộn rồi, khỏi bị nhầm số nè mày, nhầm số là toàn đấy. Rồi. Cố gắng nè mày, cố gắng nè mày, tiếp tục bản số 2. Nói chung là đầy đủ rồi, giờ chỉ việc vào viện thôi. Không có thiếu gì hết đó. Chuẩn bị đầy đủ rồi nè. Ba mảnh này xong đến ba mảnh sau thôi. Đến là sinh lực đầu tiên này. Thì cho 4 thủy tinh. 4 đại. 1 2 3 4. Rồi đến kháng độc. Kháng độc này. Đốn nền lực. Đốn 80 rồi. Ok. Vô. Vô nha mọi người. Vô nha anh em. Vô nha anh em. Buông riêng khu dương đại. Ok. Đồng lấy này. Sinh lực này. Hình tính 1 này. 4 thì tinh. Thật có cái này kháng độc rớt đúng không? Kháng độc rớt hay sẽ chơi lại. Chơi lại thay thì tinh nữa mà kháng độc lên. Vì lúc này kháng độc lớt. Hay sẽ đảo 2 dương tử thành 2 dương lam thì nó lên rồi nè. Này kháng độc lớt một cục 7 nè. Nên go về B. 8, ok. Tiếp tục sẽ là kháng độc nè. Lúc này kháng độc vẫn là 4 ngũ duyên. 4 ngũ duyên 4 thì tinh thôi.
Cảm động. Cảm động rồi. Rồi. Ấn mộ này. Ok anh ơi, ok anh ơi, em cũng mong giỏi anh ơi. Mong sao ra ba chỉ, mong sao có sự kiểu những ít ba cấp mà được. Đâu phải đêm hoài vậy được. Suốt ngày đen luôn nè, quanh năm suốt tháng đen luôn nè. Đổi xuống lọc xuống bên này nè. Rồi. Hồi nãy xịt 1.7 rồi nè em ơi. Đâu, cố gắng lên chứ. Tỷ lệ này khá là cao mà xịt 7 là gọi là quá đen á. 8, ok. Nỗ lực dòng cuối nha anh em. Nỗ lực dòng cuối, phải lấy một nhị tinh và hai đại lên. Nỗ lực dòng cuối. Có thể cho ba đại đi, nó đẹp. Đang ép bao tay xương tinh nha người anh em. 7, ok. Hỏi lên màn 2 luôn nha anh em. Này, nhanh gọn. Màn 2 này. Tám tám. Tám tám bảy. Ấy lộn lộn. Tám tám bảy nè. Lâm một tịch nè. Thầy thiên kinh nè. Thiên tinh 1. Ai chả thiếu thiên tinh 1. Đó, có vẻ là rương nó rộng rãi là một tí nè. Không đẩy chật quá. Thì lên màn 2 nha anh em. Xương tinh thiên quang bên tầm thủ. Bao tay xương tinh nha anh em. 8 nè. 8 nè. 7 nè. Hình tinh nè. Lâu màu tịch nè. Thái dương kinh nè. Bí kiếp nè. Mạnh số 2 nha anh em. Đang ép vào tay trong đánh ra đường đỡ đen. Ok. Chung là ra nhiều đánh nhiều thôi biết sao giờ. Giờ mình cố mình ép mà biết sao nè. Rồi. Theo sẽ tiếp tục là cái tiếp theo nha nè. Rồi sẵn ra nè. Tử đỡ ép kia nè. Lục làm. Lục làm. Rồi ok. Đây sẽ là sinh lực dòng đầu. Sinh lực dòng đầu nè. Bắn này khó chọn luôn nè. Đến dòng kháng độc. Kháng độc mà lấy cái 23 tiếp theo nè. Lớn nè. Mấy cái kháng cao không luôn. Đến nội lực dòng cuối. Nội lực dòng cuối thì 7 tao biết là được rồi. Không nhiều. Rồi lái nè. Một lần lái nha. Lái một lần một luôn. Sinh lực nè. Hiền 1 nè. Hình tinh nè. Sinh lực thì sẽ lấy 2 lam 2 lục 4 viên đại. Nhiều cũ hơn em. Ra trang sự mới rồi, cố gắng anh em ơi. Sinh lực phẩm 8. Ok, 8 là lên rồi, khỏe nè. Lấy nè. Đến kháng độc nha nè. Có kháng độc. Kháng độc ép sâu đi. Ép nội lực trước nè. Nội lực. Nội lực thì 1 lam mà lên rồi. Khai lấy một dừng làm nè. Khai lấy thêm dừng làm nè. Không có đồ phổ đao anh em ơi. Không có đồ phổ đao người anh em. Không có đồ phổ đao. Rồi, hút nội lực. Lấy rồi. Nỗ lực dòng cuối rồi. Một thiên tinh nè. Hào viên đại nè. Phần 7 là ok. Ok. Tiếp tục đến kháng độc. Kháng độc sẽ rút phần 8 nha anh em. Kháng độc sẽ rút phần 8. Hai tử hai lam. Hai tử hai lục. Kháng độc nè. Tinh 1 nè. Ôi, cái cục ẩn hết rồi. Đừng là khả năng cục ẩn nè. Thiếu một cục ẩn nè. Ngoài hắn luôn.
Không có tay ba ba ba. Ok anh ơi. Phái nào đầu tư ít mà chơi ok Khải ơi hả? Phái đầu tư ít chơi ok thì chỉ có phái nào ít thì nói chung ít thì chắc Thiên Nhẫn thôi. Thiên Nhẫn loạn cho bang là cảm giác đầu tư ít, xét năm hành tím bình thường là đủ chơi rồi. Đó, Thiên Nhẫn nha anh, có tác dụng cho bang. Thì chỉ có Thiên Nhẫn thôi, đánh thiên đánh tông kim cũng ok. Nói chung là Thiên Nhẫn tầm này đỡ mà nói đầu tư ít mà hoạt động ok thì chỉ có Thiên Nhẫn loạn, Thiên Nhẫn Thiên Ngọn Lưu Tinh thôi nè. Này là bốn thị tinh cho nè. Bốn đại. Phòng 8 nữa ra mạnh số 3 luôn nha nè. Mạnh 8 nữa ra mạnh số 3 luôn nha. Phòng 8 nữa dùng cái nè, đồ tốn tiền rồi. Trời ơi, phẩm 7 đổ lỗ 3 viên nữa nè mày. Má lỗ 3 viên thì tinh nữa, chua quá. Kháng độc hai mấy mà vẫn xịt nè. Quá tay chấm cơm. Ok, đã lấy phẩm 7 hả? Tụi này lấy phẩm 7 thôi. Má toàn. Toàn. Lấy 4 viên thì tinh cũng xịt nè mà. Má nó cũng xịt nè, chịu luôn nè, thấy chưa? Khổ chưa, khổ chưa? Em thấy khổ chưa? Cái việc ép đồ khổ chưa? Tiếp tục Khải sẽ lấy phẩm 7 nè. Rồi phẩm 7 Khải lấy cái kháng độc 15. Còn nó 2 foil hết rồi. Lấy kháng độc phẩm 7. Quá đen. Lấy phẩm 7 nó đập lên 8 cho nè. Quá nhỏ. Bà tay bà donate 100k. Ok anh ơi. Phẩm 7 nè. Rồi đập 3 phẩm 7 lên phẩm 8. Gặp không thật. Ok, thành công. Ok. Rồi, vô mạnh 3 nha Nam. Đó, được rẹt lên Nam, cố lên. Số 3 Xương Tinh. Khải chiến như con Long Đao gần full đồ nè Nam. Thiếu Lâm thì Khải sẽ đưa cho xe rồi. Đồ đạc Thiếu Lâm phải đưa cho xe rồi. 8 nè, 7 nè, mạnh 3 Kinh Hồng nè, Thanh Kinh nè. Nói chung đầy đủ hết rồi nè, những việc vào viện thôi. Rồi, mạnh số 3. Ok, tiếp tục lái tiếp tục ra nha nè. Còn 3 mạnh cuối cùng. Hay chuẩn bị 3 thứ nguyên liệu cuối cùng nữa nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè. Xưa dầu ép toàn xịt nè mọi. Đồ uống biết này sao nè. Đó, 3 mảnh cuối cùng rồi nè. Trước mắt Khai sẽ tắt hiện tượng nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Sẽ lấy sinh lực đầu tiên. Để lấy mấy viên thủy tinh rồi đó. Hết thủy tinh rồi. Rồi, úi cha, hôm nay không đủ chứa rồi, nhiều quá. Hết chỗ chứa rồi. Vài cục rồi. Khổ tí lại 333. Ok người anh em ơi. Ok, giờ bắt đầu rút sinh lực như nào. Sinh lực phẩm 8. Đây. Sinh lực phẩm 8. Sinh lực này. Rồi, ép lại từ đầu nhảy thành cái này mày. Nó mất. Ép lại từ đầu xong cái phổ kia rồi. Tục lại đi. À, qua phần thường đứng ép này nè mày. Lúc này cảm giác nó bị
nó bị lắc, bị giật sao. Ok, con thường đứng nha, đỡ ổn nè, đỡ bông chen. Rồi hiện tinh một nè, hiện một nè, 26, 25. Ok, 8 thành công rồi nè em ơi. Đến sẽ là phôi kháng độc, dứt luôn phôi kháng độc luôn. Làm hai gái liên tiếp luôn. Kháng độc rồi tầng à, kháng độc hiện 3 chưa có. Rồi nha, nội lực đâu. Nội lực dòng cuối đâu. Đây. Rồi, nội lực đến kháng độc sau. Xịt phẩm chất tí nữa một lần 333. Ok chúng ta ơi, nội lực nè, hiện 3 nè, hiện tinh 1, thiếu một gì rồi. Nội lực nè, hiện 3 nè, hiện tinh 1 nè. Phẩm 7 nha nè. Nỗ lực. Ok Xuân Thành ơi, ok người anh em. Hello anh chờ vào lóc nha. 7 ok. Tiếp tục đến kháng độc nha nè. Kháng độc nè. Ấn 1 nè. Hình tinh nè. Hai thử, hai lam nè. Tầng hai lục nè. Tám dùng cá nè mời. Ok, tám rồi, ok nè mời. Ai, vô mạnh số 4 nha nè. Một nè. Tám nè. 8 nè, 7 nè, hiện tinh 1 nè, 5 mặt tịch nè, tại liên kinh nè, ngự phong nè, ok, hai mảnh cuối cùng nữa nha anh em, có lần, hãy đi lấy phôi nữa nha, tạm rồi thì 1 nè, 2, 2, thiếu hai cục kim. Hoàng kim ấn 1. 1, 2. Đầu đầu là lấy 3 phôi nha nè. Xin được dòng 1. Kháng độc. Được dòng 1 nè. Nội lực nè. Kháng độc nè. Rồi, vô. Lấy thêm thủy tinh đã. Ta xem đã. Hai mảnh cuối cùng nha mọi người. Hai mảnh cuối cùng nha anh em. Đứng bình từng dừng lắc quá. Giật quá. Rớt 7 liên tục. Đứng này đi. Này phát 1 lên luôn. Không xịt phát nào rồi. Đứng từng dừng xịt quá. Hai xịt 2 cục 7. Ok, tiếp tục mạnh số 5, số 6. Lấy nè. Sinh lực hiện 1 nha nè. Thờ phủ gì mà. Lực hiện 1 nè. Hiện tinh 1 nè. Bốn đài nè. Lên đi người anh em ơi. Lực hiện 1. Ok, lên 8 là ok rồi.
dòng nội lực như nào, nội lực dòng cuối thắng độc hay ép sâu, nội lực phẩm 7 là ok nha mọi người. Ok, bây giờ đến kháng động nè em. Giờ đến kháng động nè em ơi, mong sao cho lên 25 phẩm 8 luôn nè em ơi. Là sang mạnh 5. Đó, lên mạnh 8 luôn là sang mạnh 5 luôn nè. Kháng động nè. Hai tử 25. Ngũ duyên. Hiện tinh 1. Ẩn 1. Lô lô anh lú ơi, em nghe mày nghe lú ơi. Đang đánh búa này của okay. Ok anh gần xong rồi em hai mảnh rồi. Dạ dạ gần xong rồi anh ơi, gần đủ rồi. Mảnh này mảnh năm anh ơi. Nhanh anh em đang đợi em nè. Rồi phần 8 luôn, đỡ tốn tiền, ngon ngon. Ok anh em. Anh em cứ quýnh đi. Thấy nhiêu không? Thấy nhiêu không? Đánh búa đại chậm mới chết. Ừ, đánh búa đại đánh đi. Em ra liền, đánh đi. Anh em đánh đi. Ok anh ơi, thải ra đây. Ok em ra liền giờ. 8. Ờ đâu đó thì đánh đó, đánh để bút bút. Anh em đang đánh boss nha mọi người. Anh em nào đam mà lát hồi boss gần chết là tắt nha. Có đam. Không mày để đứa AFK luôn. Mình số 5 nha anh em. Tắt tắt từ đấy bây giờ bảo. Tắt tắt đánh quái đi bảo. Ok xong. Em có đánh không anh? Rồi mình xấu nữa xong nè. Xin lực xin lực. Ok ba nè. Đỡ coi lóc mình có. Đỡ tốn gì thì tin. Cắn động với sinh lực nữa xong. Đi khử bao tay luôn em. Có cái cục phần cấp 7 nhiệm 3 này, đồng FG phí. Lóc chưa? Ở đây, qua đây giao dịch đi. Anh có mày bắn không em? Anh Phương Tường ơi, tem sức lực nè. Mẹ đam to nhanh nhá. Đam to nhanh. Phương Tường bắn người ơi. Sinh lực nha anh em. Mạnh cuối cùng anh em ơi. Đúng rồi, bao tay Phương Tường. Mình cuối cùng rồi em ơi. Này. Sơn Hà. Hà vô ai? Từ từ anh chị vẫn đang giao dịch. Này, bốc số. Ok man. Này. Không, tớ trong BT thì bot gần chết tắt đam đi nha. Nó sẽ tắt cái đầu làm sao? Sinh lực. Sinh lực dùng 1. Giờ là giờ hết chơi bên Shiver là giờ qua đây cướp boss hay giờ sao? Giảm cướp không? Giảm cướp không? Rồi. Nãy nghe nói ngủ luôn mà sao còn thức vậy? Giờ đang xem ép vào tay. Boss đánh boss cũng ké do mới hạt rồi nó lên mà giờ đỡ nó rất tốt. Sinh lực nè. Tình 1 nè. Nó rất hoàn chân nó rất tốt anh bữa giờ mà cũng không chen cũng lạc gì hết. Thì yeah, thích anh đọc tọa độ trên của em cho Chiến không? 1, 2, 3, 4 cậu cá nhá. Xem lại nó biết mà. Hai lộn em làm. Chỗ này đi nhờ. Nó quay anh tí nè em. Lên chưa? Chưa lên donate cho 7 dưới thì chắc nè. Lên mới donate thì mình chưa lên làm gì. Có thiếu không? Thiếu nè. Thiếu tiền. Thiếu tiền. Đây, giao dịch đây, đợt xíu nữa phát sáng vũ khí nữa. Ê, bác à, thằng bác à. Đây, giao dịch đây. Xíu phát sáng vũ khí nữa nè. Mỹ đen à, Mỹ đen à. Ai ghê, giao dịch đây, thiếu tấn đâu, giao dịch đây. Bye, à, sao vậy? Bye, thôi. Ở mai còn quên còn một mảnh của anh trong ca nữa. Ok. Anh ơi, nhớ gơ pho cho anh Phong gì kìa là. Kháng độc. Có đi tìm một cái pho kháng độc hiền 1. Khả đi mua ủng hộ đi. Ui, thằng bát ở đây.
Lấy một cái phôi kháng động nữa nè. Vừa nó chạy ra đây. Giờ là kháng động phẩm 8 nữa là xong. Kháng động tính ra ơi, 2 ơi. Phát. Vãi nồi. Em coi thử con nào máu sắp đỏ thông báo nào. Ông nào kẹt theo đánh bắt mà ra đón rồi lựa bố lựa mẫu gì kia kéo vô giờ cho mất gì bây giờ chỉ chạy ra tấu rồi đấy đứng chi rồi. Thấy một túc trên góc kia chồng lên nhau khó thấy. Động như nào? Lá hồi thấp rồi em kêu ngưng là mấy anh. Giờ cứ thích ngưng nữa thì chào. Đáng đi. Lấy nè. Nó ra là nó chơi bên kia rồi qua là chút bót mà chút được. Một. 2 3 ghẹ ghẹ dắt thằng Quánh Kinh về bên kia luôn. Dắt bên kia về bên kia luôn. Anh em nào vừa donate em hả ta? Chuyển khoản từ Ninh Xuân. Cái gì đây ta? Anh nào vừa chuyển 201 vậy ta? Anh nào trên kênh YouTube hay ai vừa chuyển 201 vậy ta? Anh nào trên kênh YouTube vậy anh em ơi? Mà kèm lời nhắn nó là chắc là donate hay gì đây, em không rõ lắm. Ninh Xuân Thanh vừa chuyển khoảng 210k. Khải ép mà bao tay Xuân Tinh nha người anh em ơi. Anh em ơi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi. Hiện tại bây giờ Khải sẽ cố gắng lên mạnh 6 nữa thành công nha anh em. Rồi, ok. Lên mạnh là thấy phé rồi anh em ơi, đỡ tốn tiền rồi anh em ơi. Rồi, mình xấu rồi nha anh em. 8, 8 nè, 7 nè. Hiền Tinh nè, Hoa Đông Môn Tịch nè, Thái Thiên Kinh nè. Rồi, xong nha anh em ơi. Ok anh Khang Lê nha, cảm ơn Khang Lê vừa chuyển em donate phải không anh? Hay là vấn đề gì anh chat lên cho anh em kênh YouTube hiểu thử anh ơi. Ok, xong xấu mạnh nha anh em. Rồi, thành công. Tại đã thành công sống mạnh vào Khả sẽ đi ép cái bao tài xương tinh nữa nè. Biết lên này xuống nhưng mà vẫn mong ra 3 cấp 9 nít anh em ơi. Nói chung là vẫn mong sao ra 3 cấp 9 nít anh em ơi. Server này Khả đập đồ, ép đồ này nọ, chán quá anh em ơi. Không lên mũ gì luôn. Không lên mũ gì luôn, chán gơ gốm luôn. Không bị may mắn này nọ này nè. Đó. Cái mấy mình cắt kiểu luôn. Cánh hết tất cả mọi loại cánh luôn. Rồi anh em chúc mừng cho một like và chia sẻ đi anh em ơi. Anh em ủng hộ cho một like chia sẻ luôn anh em ơi. Ok khá quá, em xanh chính khui luôn anh em ơi. Làm ơn. Tôi đang chờ bằng tay vàng ép đồ. Ok. Ok anh em, cố gắng lên 3 cấp nha mọi người. Em cánh may mắn này anh em ơi. Từ từ em chạy tới em cánh may mắn luôn. Chạy tới cánh bắn luôn. Cũng là anh em ơi. Nói chung là ép đồ này nó hên xui lắm nè. Chứ không có gì mà gọi là 100% cả. Nên là có ép xịt thì cũng thông cảm như vậy biết sao nè. Khả cũng muốn mát lắm. Tất cả anh em đang xem live ai cũng muốn mát cả. Mà nó không ra thì chịu thôi, giờ không biết sao nè. Giờ Khả cố gắng thử nó ra được mát không nha nè. Lần này thì Khả sẽ cánh miếng bánh các kiểu đại điểu luôn nè. Như thế nào nha mọi người. Đúng rồi anh ơi. Em ép luôn nè. Em thì em chơi, em thích chơi xanh chính rồi. Đó à, cánh mình mà. Hiện tại cho anh em xem sơ qua set đồ này. Hiện tại Khải đã đổi sang con Long Đao set ông Bang Hồng Mỹ. Hôm trước Khải mua 5 triệu set mát nè anh em, 30 năm. Đó, dây chuyền đẹp chưa. Chúng là còn lại nhẫn thì ok. Áo này thì Khải mua 10 kim quán tâm thánh. Đây lưng này với giày này thì Khải vừa mua 21 kim. Đào là đào bằng sát. Nón thủ lý. Dẫn ép lên bao tay. Thay vào bao tay này nha anh em. Thay vào tay này nha anh em. Rồi ok, khai cánh cái bánh này. Mày mánh cánh hết tất cả luôn nè. Ok. Ta muốn sử dụng thằng kia muốn phái. Thông vô đồ hộ. 1 2 3 4 5 6 đó. 2 3 4 5 6 ghê chưa. Rồi tháo lặng lần nha nè.
bao tay xương tinh sẽ bao nhiêu cấp. Anh em cùng chờ đợi lần thả lần thứ hai này. 1 2 3 4 5 6 tài xỉu. Anh em cùng nhìn xem thử cái lượng đam thì lên thế nào, anh em cùng dự đoán thử nha anh em. Lượng đam thì như thế nào chúng ta cùng dự đoán nha anh em. Hãy sẽ giấu vào góc này, hãy sẽ mang vào nha anh em. Anh em cùng dự đoán lượng đam thử nha anh em. Nhiều anh em ơi. Anh em vừa rồi Khải vừa chích vào cái tay anh em thấy bao nhiêu anh em. Anh em mà thấy bao nhiêu đọc Khải thử anh em ơi. Anh em nào đọc Khải khái anh em. Ôi. À. À, có thể là 3 cấp. Tay 1.001 lượt tay anh em. 1.001 lượt tay. Trời ơi. 1.001 lượt tay. Sang thử master skin. Anh em cùng xem master skin. Master skin nào. Độ 2 cấp anh em ơi. Hai cấp rồi. Rồi, 26 hai cấp rồi. 223. Trời ơi, đủ. Vãi nồi. Trời ơi. Mình nghĩ là 3 cấp anh em. Trời ơi, 223 cũng được. Rớt nước mắt. Trời ơi. Tướng 3 cấp anh em. Trời ơi, nhìn lực tay tăng đẹp vãi chướng luôn anh em. Tăng được 1.001 lực tay. 223 vãi nồi cũng được. Được của nó anh em. Được của nó anh em ơi. Tưởng Khải tưởng 123 nữa chịu luôn anh em. 223 đẹp quá rồi. Ok này. Ok nhiều anh em dự đoán 223 chuẩn quá anh em ơi. Quá đẹp. Má cái này mà 3 nữa đẹp nè. Tại vì Khải nhìn vào skin này thì chỉ có 2 cấp thôi. Tại vì lúc đầu Khải 24 thêm 2 nữa thì lên được 26 thôi. Nhìn 26 rồi. Chúng là cũng được anh em ơi. Xài ok rồi á. Ok. Ok, chúc mừng người anh em. Ok, cảm ơn Lơ Chung nha, cảm ơn anh em nhé. Ok anh em ơi, Khải tưởng 3 cấp. Mong sao 3 cấp mà dài cũng được anh em à. 23 cảm giác mình có thể xài và mình trải nghiệm được rồi anh em. Giờ mà muốn hàng mát thì bỏ ra ép tiếp tục là tìm tiếp thôi. Đó. Còn nếu muốn kiếm hàng mát anh em. Đúng rồi anh em. Ôi, trời ơi. 22 dự đoán 322 mà nó ra 223. Ok, nói chung là ok rồi anh em ơi. Giờ là ok rồi, nói chung là giờ là mừng đối với Khải rồi. Ok anh em ơi, tăng điểm lực tay khá là nhiều. Nó Khải lên đảo, Khải tài tử cho anh em xem. Tại lúc nãy thì Khải chưa tài tử nha anh em. Khải sẽ lên tài tử, Khải tăng vào bùa để Khải bơ cao luôn. Khải có hai cái đao. Mang cái đao này vào lực tay 11k. Gỡ chưa? Gỡ chưa anh em, bằng tay này. Mang vào lực tay 11k lực tay. Gỡ chưa? Phá gỡ luôn. Cái đao này đao sát thương nè. Đao sát thương. Là 1k lực tay nữa 11k. Quá gờ gốm. Thêm đa xứng tình nữa 12k, 13k nữa. Em ủng hộ anh ít tiền chơi chứ không có gì nha anh. Ok Xuân Thành ơi. Xuân Thành ủng hộ hả? Ủng hộ nào ta? Xuân Thành vừa ủng hộ Khải hả? Em ủng hộ anh ít tiền chơi chứ em không có gì nha anh. À Ninh Xuân Thành là ông Xuân Thành vừa donate 201 nè. Không phải Khăn Lê nha. Khăn Lê tào lao quá. Khăn Lê nãy nhận mới ghê chứ. Khăn Lê nãy nhận mình donate mới ghê phải không ta? Nãy Khải hỏi á. Cha nào? À không phải không phải. Nãy ai ta cha nào donate 211 đó. Ok nói chung cảm ơn em vừa rồi nha em ơi. À Khăn Lê nó không phải không biết. Nhầm Khăn Lê nhầm. Ok Xuân Ninh nha. Xuân Thành nha. Vừa donate 210k nha. Ok đúng rồi. Bơ ca thì đau thủy nè. Còn đánh tông kim thì đau này nè. Có hai đao nè. Bơ ca thì đao thủy. Còn đánh tống kim thì mang đao này. Đó. Được Khải lấy cái đao phát sáng gì là thay vào cho nó đẹp. Để lấy đao phát sáng cho. Giờ đây phát sáng cái đao thủy nha. Đó. Quá chắc nè mày. Trời ơi, nhìn chỗ này tưởng 27 nó đẹp luôn nè. Ok Khang Lê ơi. Rồi. Chung thì ở lần này thì ép cũng khá là thành công. Đôi bao tay khoảng 80-90% rồi nè mày. Khá là mừng rồi nè. Rồi, anh em xem video đừng quên ủng hộ Khải và đăng ký kênh cũng như là nhấn vào chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo từ kênh YouTube của Khải nha mọi người. Cảm ơn em rất nhiều nha. Đó. Ok anh em. Quá ok rồi. Rồi, chắc rồi đó. Rồi, đánh tông kim hơi bị ngon luôn nè.
Đừng quên mỗi buổi tối Khải live vào lúc 7 giờ 15 phút hàng ngày nha Nam. Anh em nào mà có thích xem live stream thì cứ 7 giờ tối ghé lên kênh Di Khải để trực tiếp xem những buổi live stream từ kênh Khải nha Nam.